giặt áo đâu mà trông. Anh thương thương một lâu rồi mà sao sao không dám nói, để hai ước bước qua cầu anh rồi anh nói lời thương. Ngày nào hai đứa mình chung bờ đê gánh lúa đi về, anh thương không nói lời nào cũng mến rồi cũng chẳng dám hé môi. Rồi ngày mai đây ông làm màu dấu mới, tới phương trời nào cũng còn nhớ anh không. Vâng, xin được trân trọng kính chào tất cả anh chị và các bạn. Chúng ta đã quay trở lại với kênh review loa kéo của Nhật Tây Audio.com. Và ngày hôm nay thì Nhật Tây Audio sẽ giới thiệu đến tới tất cả anh chị và các bạn chúng ta về một dòng sản phẩm loa kéo di động karaoke công suất lớn anh chị nhé. Thế đây là thùng loa kéo karaoke di động mang thương hiệu đó chính là JBL. Model của nó là JBL 4044 anh chị nhé. Thì đây là phiên bản thường của JBL dòng 4044. Có hai loại phiên bản khác nhau ha anh chị nhé. Phiên bản thường thì loa bass nó được thiết kế bằng 4 tấc đôi loại thường ha, và 4 chép cũng là 4 chép thường nha anh chị nha. Và hai cái dòng sản phẩm này sẽ có hai cái mức giá chênh lệch với nhau nha anh chị nhé. Thì trước mắt anh chị đây là 4044 phiên bản thường, được thiết kế là 4 tấc đôi và 4 chép nha anh chị nha. Và bên trong thì cũng được thiết kế cho mình là bình 14A cũng như là bình 20A. Thì anh chị chúng ta muốn đặt bình như thế nào hoặc là đặt bass chép như thế nào thì và micro như thế nào thì số tiền đó sẽ khác đi nha. Thì tầm giá con loa này á, thì nó tầm giá là chỉ khoảng chừng 6 triệu nha anh chị nha. 6 triệu là loại thường ha. Thì tầm giá 6 triệu là loại thường, còn loại tốt hơn thì tùy vào cái anh chị chúng ta đặt bass chép như thế nào nha anh chị nha. Đó. Thì đây là cái bản review, chúng tôi sẽ review nhạc và cũng sẽ test cái lại cái chất lượng karaoke cái loại phiên bản thường này cho anh chị. Cái phiên bản Pro á, thì có nhiều khách hàng chúng tôi ship tới tận nhà cho khách hàng và chúng tôi test tại nhà khách hàng, cũng như là khách hàng có test trực tiếp cái dòng sản phẩm này luôn. Chúng tôi sẽ để lại những cái đường link bên dưới vào những cái video mà khách hàng test trực tiếp ở trong nhà khách hàng để cho các bạn và anh chị và chúng ta xem thử coi cái dòng sản phẩm này có hay hay không nha. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp vào cái bản review chi tiết ha. Loa thì được thiết kế, thùng loa được thiết kế bằng gỗ nha anh chị nha. Đây, thùng loa thì được thiết kế bằng thùng gỗ nha. Gỗ ở đây thì cũng có những cái màu khác nhau nha. Anh chị có thể chọn cái màu thùng gỗ này, hoặc là chọn thùng gỗ BO này có vân gỗ hoặc là không vân gỗ, hoặc là chọn cái thùng kích thước lớn hơn như thế này ha. Kích thước lớn hơn, đây là kích thước lớn hơn rất là nhiều nha. Đó, nên là có rất nhiều cái mức giá nha anh chị nha. Nên anh chị chúng ta chỉ việc liên hệ với chúng tôi. Nếu anh chị muốn chọn cái loa thường thì giá sẽ rẻ. Còn ví dụ như chọn cái loa lặn to và cao cấp, bên trong chi tiết bên trong nó cao cấp hơn thì thành ra giá tiền nó sẽ cao hơn nha. Thì trên thị trường hiện nay có rất nhiều cái mức giá luôn. Thì những cái dòng loa này giờ thì tầm giá 5 triệu mấy cũng có. Nhưng mà nó không hay, nó không bằng những cái dòng sản phẩm mà chúng tôi đang review ha. Thì chúng tôi chỉ lựa loại là tầm trung và cái tầm cao cấp trở lên để mà mang tới cái chất lượng âm thanh tốt nhất có thể, để mà anh chị chúng ta sử dụng được bền và lâu hơn, cái chất âm cũng hay hơn nha anh chị nha. Rồi, loa thì cũng được thiết kế cho mình cái bo mạch công suất lớn nè. Cái bo mạch này chúng tôi cũng đã review nhiều lần rồi. Đó, thì chúng tôi cũng nói lại sơ cho anh chị nha. Đây là bo mạch gồm có nút volume tổng nha, chép nhạc nè, bass nhạc nè, volume của các lỗ nhạc cụ. Ở đây thì chúng ta có 4 cái lỗ cắm nhạc cụ ha. Ở đây có thể là cắm được guitar nè, organ nè, cũng như là các loại nhạc cụ khác. Có thể cắm được micro có dây hoặc là không dây thêm vào đây nha anh chị nha. Rồi, tiếp theo ha. Đây, chúng ta không sử dụng. Khi nào sử dụng những cái nhạc cụ này thì chúng ta dùng cái volume này để mà điều chỉnh lên nha.
Và tiếp theo là cái mic của Volume ha. Thì mic ở đây rất là hút. Đây nè anh chị, micro đây là micro bằng kim loại nha, cầm rất là chắc tay. Phải nói nó trong tầm giá rẻ nhưng mà chất lượng phải nói là rất là vượt trội, rất là ok luôn. Rồi, đây là mic chép nè, chúng ta cũng có thể chỉnh được cái âm cao của giọng hát của chúng ta cũng như là âm trầm đây nè anh chị. Và cái độ vang nè, ba cái thông số chỉnh độ vang tùy thích theo anh chị nha. Nên chúng ta sẽ căn chỉnh theo cái ý thích và sở thích của mình. Còn đây là chế độ mic priority, tức là đây là chế độ là ưu tiên mic. Khi mà chúng ta sử dụng chế độ này thì chúng ta hát hoặc là nói thì cái nhạc nó sẽ giảm lại và sẽ ưu tiên cái giọng nói của chúng ta giữ được cái chất lượng nó lâu hơn ha. Rồi, tiếp theo thì chúng ta cũng có thể là sử dụng được bình 12V ở bên ngoài. Ví dụ như anh chị chúng ta có một buổi tiệc ở ngoài trời đi, chúng ta ở đó không có điện thì chúng ta chỉ cần lấy một cái bình ắc quy 12V thì chúng ta nhớ cắm đúng chiều nha. Nhớ cắm đúng chiều nha, cái này đặc biệt phải lưu ý nha. Cộng ra cộng và trừ ra trừ, nếu không thì cái bo của mình nó không còn được đảm bảo nha anh chị nha. Thì chúng tôi lưu ý luôn cho anh chị và các bạn chúng ta nắm rõ luôn. Rồi ok. Đây thì chúng ta cũng có thể là đấu được cái âm thanh này cho dòng loa kéo khác thông qua hai lỗ này ha. Thì output là ra cho một âm thanh khác, input là nhận được âm thanh từ một loa khác nha. Cũng có thể là lấy âm thanh từ tivi nè, cũng như là các thiết bị phát phương tiện nhạc khác nha. Rồi ok. Dòng sản phẩm này được sử dụng cho mình điện 220 và điện 12V. Thì 220 thì chúng ta cắm nguồn vào thôi. Đây là chúng tôi đang cắm nguồn vào và sử dụng trực tiếp luôn. Và sẽ có cờ le tích hợp ở trong đây. Khi mà cắm điện vào sẽ tự động nhảy qua chế độ là tách riêng bình và nguồn ra, để tránh trường hợp mà làm bình của chúng ta bị hỏng nha. Ok, tiếp theo nha. Đây là cái nút điều khiển của trên bo mạch này nha. Chúng ta bấm vào đây để chuyển qua chế độ Bluetooth anh chị nha. Đây là màn hình hiển thị. Chúng ta cũng có thể là cắm được USB nè, hãy nhớ vào nha anh chị. Đó, thì dòng sản phẩm này chúng tôi cũng review nhiều lần rồi. Thì chúng tôi ở đây thì cũng muốn nói lại sơ cho anh chị và các bạn chúng ta nghe và tìm hiểu và nói thôi. Có những cái mức giá rất là nhiều ha, nên là thành thử muốn rẻ có rẻ và muốn cái giá tốt thì sẽ có tốt ha. Thì tiền nào thì của đó, nên anh chị chúng ta cân nhắc xem và lựa chọn dòng sản phẩm nào phù hợp với túi tiền của mình nhất nha anh chị nha. Ngay bây giờ không làm mất thời gian của anh chị nữa, chúng tôi sẽ hát một bài karaoke và anh chị và các bạn chúng ta cùng cảm nhận nha. Và anh chị và các bạn có thể xem những cái đường link ở bên dưới chúng tôi có để lại ha. Hoặc gặp liên hệ trực tiếp cho tôi qua Zalo là 0797 989 656, gặp trực tiếp tôi. Và bây giờ xin mời tất cả anh chị và các bạn chúng ta cùng trải nghiệm cái chất âm của dòng sản phẩm, đó chính là JBL 4044 phiên bản thường anh chị nhé. Mời anh chị và các bạn chúng ta cùng trải nghiệm. Một bài hát được mang tên Đứa con tội lỗi. Hello, một ngày chưa tròn, tiếc lòng gì đời trái lầm lỡ,
dại khờ cầm tay mẹ nói anh đâu rồi ơi mẹ thật yêu ơi. Con không về được nữa đâu cha, vì tòa kia kết án con rồi. Chờ một ngày người ta xử phạt, con sẽ về với làng cõi mưa. Lời thề xưa anh hứa chưa tròn, tiếc làm gì đời trái lầm lỡ, mất em rồi mất cả đời anh. Tiếc làm gì đời trái lầm lỡ, mất em rồi anh mất cả đời. Rồi thì anh chị và các bạn chúng ta cũng đã được trải nghiệm cái chất âm karaoke của dòng sản phẩm đó chính là CBL 4044 anh chị nhé. Thì đây là dòng sản phẩm tầm giá 6 triệu thôi, nên anh chị và các bạn chúng ta có thể là nhấc máy lên và liên hệ với chúng tôi ha. Và ngoài ra thì anh chị có thể là quan tâm hơn những dòng sản phẩm cao cấp hơn của chúng tôi, có rất là nhiều luôn. Thì tùy vào cái anh chị lựa chọn cái thùng như thế nào thôi, và budget nó ra sao, Miro có Miro tốt hay không ha. Thì đây là dòng sản phẩm phải nói là tầm trung, phù hợp cho tất cả anh chị và các bạn chúng ta sử dụng ở trong ở ngoài trời và sử dụng với tần suất vừa phải ha. Và một lần nữa thì cảm ơn anh chị và các bạn chúng ta đã quan tâm theo dõi video review của chúng tôi. Nếu thấy hay và hữu ích, rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy đăng ký kênh YouTube của chúng tôi để mà ủng hộ chúng tôi nha. Hẹn gặp lại anh chị trong những video review tiếp theo.